nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Cocky của Kim đến với gói hàng, lướt thẳng lên đến từ chiều Kim. Kim có double kill rồi, không Faker là người có được một mạng cùng trong tình huống hai mạng vừa rồi dành cho team 2. Và bây giờ thì Honor đang solo cùng với Kim. Kim còn nỏ thủ hay không? Câu trả lời là không, và double kill cho Honor. Tiếp tục giao tranh với Zerg. Zerg đang kẹt lại phía sau, và đó là một tiếng cân ba đến từ Zerg được hay không? Có một mạng dành cho Zerg trước, không kịp chiều cuối đến từ vị trí của Lucid. Kích cho mình đó là thú tượng thành giáp lên. Honor quay ngược trở lại cover, và đó là một cú cầu vồng tối thượng hai người, nhưng không có đam vì đây là lắc support của Hoi. Hoi cũng gãy và quét sạch trong một pha mà rớt múa khá khét. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng, và sau đây sẽ là một game đấu siêu kinh điển tại Ranh Hàn khi mà rớt cùng với Honor sẽ đụng độ cùng với Faker bên phía bên kia, và đặc biệt là có sự xuất hiện đến từ Kin, một đường trên cực kỳ đáng chú ý tại LCK mùa sau nữa. Và đây sẽ là cái đấu giữa Lee Sin và Cocky tại khu vực đường trên, để xem là Zerg sẽ xử lý cái này như thế nào anh em nha. Let's go. Ok, trong khoảng thời gian vừa qua thì Faker cũng đã tập luyện thêm con Akshan đi khu vực đường giữa nữa, để xem là Faker dùng Akshan như thế nào khi đấu cùng với Victor anh em nha. Victor đang theo Airy chứ không phải là một Victor theo kiểu là đòn phủ đầu. Tại thì Victor chưa nâng kỹ năng cơ được một đánh đấm liên tục vào người của Echo phía bên kia. Bảng của Zerg khi đi khu vực đường trên đối đầu cùng với Cocky đang là chinh phục đắc thắng, huyền thoại tốc đánh cho trận cuối cùng. Giáp cốt Kin mang theo đòn phủ đầu, hiện tại có được một chưa nâng kỹ năng. Nâng E thì hơi mủ. Nâng đớp rồi, nâng đớp chạy rồi. Trong trường hợp đấy bị vòng ra phía sau phải nâng đớp chạy thôi anh em ơi. Đứng đánh Odin không lại mấy con đấu sĩ đâu. Ui. Căng à? Ây da, bấm bình kịp kìa. Có mang theo bấm bình đến từ Ho thì phải. Đúng rồi. 2Q1E. Faker solo kill được Victor. Ra mất Honor vòng ra. Ui, đam hư cấu chưa kìa. Ui. Ảo đáp thế nhở. Mà Honor offline quả gắt đấy. Kim cắm mắt ra tiếp tục đẩy đường. Bật Q lên, máy quét lên. Kim W chạy thôi. Nhưng mà coi chừng bị CC chết. Cú này là hơi toang ấy nhỉ. Không sao, Kim về được. Cho nó đường dưới đi sao đây. Ai da. Đi cái bot luôn rồi. Flat ra mà không chết luôn ạ. Ui, Lucy đánh hay thật sự. Đứng trên thì rớt lại hộ thể hút máu lại thôi. Lính farm tính ra không thua Kin nhiều lắm. Kéo thêm Honor lên. Bây giờ Lucid đánh cánh dưới thì Honor đánh cánh trên thôi, không vấn đề gì cả. Còn một cái E nữa này. Flat còn đến từ Kin, đang quáng trả sức tương bị dính tao và sau đó dính sóng âm nữa rồi. Vô hình cước tốc biến còn, nhưng Kin có lẽ sẽ để phá sau rồi. Một tình huống cam rất khó chịu đến từ Honor lên khu vực cánh trên, trong lúc cánh dưới đang hơi nát một chút. Honor chắc là có xe bình loạn ranh đồng và có thấy ra mất ranh đồng Việt Nam đánh cũng có vẻ là chiến. Xuống ganh cái có mạng luôn, dễ thật sự. Hộ thể lên sóng âm nhưng vào lính mất rồi. Vô hình cước vào đấm luôn không. Echo đang lên nha. Cấp độ 5 và có vẻ như sẽ làm tình huống rớt lên bà. Hộ thể tốc biến sóng âm xịt và chắc chắn là chết rồi. Rất nỗ lực nhưng mà sóng âm nãy giờ, cái tỷ lệ sóng âm của rớt đã không cao lắm. Tôi có cảm giác là như vậy. Faker lại chủ động băng thẳng vào. Tung chiêu cuối. Yo, bị ngắt chiêu cuối rồi. Giật tới giật lui cũng bị làm choáng và lên bảng ở đây. Đó là mạng dành cho Victor. Honor đã có một tiếng can thiệp hết sức kịp thời. Rồi, boss này chuẩn bị đai trụ rồi, thảm sát rồi. Echo vào lấy máu trước. Lấy máu rất nhiều vị trí của Leona và Faker có mạng đu E ra. Còn E nữa này. Đu E sau đó thì nhấp nhả liên tục. Hai mạng dễ thế nhở. Honor ơi, phải ganh thôi Honor ơi. Kin bắt đầu cảm thấy mình hơi đơn độc rồi. Kin bắt đầu cảm thấy mình hơi đơn độc. Đứng giữa đó là pha đai trụ, người được nhắm đến lại là một con Leona khá trâu. Victor trả sức thương lại Lucid, bắt buộc phải chiêu cuối để hồi máu. Ramus của Honor đang vòng ra cùng với Zerg. Đánh được hay không? Đây đánh được, tôi nghĩ là đánh được. 3v3, 4v3 khi mà Leona vẫn còn ở đây. Và đó là pha nộ long cước đẩy được một người về. Lucid yếu máu không còn chiêu cuối, cố gắng dãy dụa một hồi với tốc biến sau lên bảng. Faker đang đue. Cố gắng điêu đam nhưng cũng không được, không kéo theo được ai cả. Người nằm xuống tiếp theo sẽ là Lắc hỗ trợ Hoi. Double kill dành cho Zerg.
Một pha comeback rất mạnh đến từ các thành viên team 1 trong một tình huống đánh nhau hơn người. Kin đã đẩy không kịp để ra can thiệp và gói hàng thời điểm này thì mới bắt đầu sách ra. Nếu như Koki cầm gói hàng trong pha đấy thì đánh nhau có vẻ là kịch bản nó sẽ khác đi rất nhiều. Kin giải gói hàng rất đau và đó là một tiếng Victor chết rất nhanh sau một tình huống bị tiếp cận. Big Bomb không có. Bọn từ tốc biến theo bắn luôn từ nhà án trưởng. Gỡ gạc với một cú double kill cho Kin. Đường dưới thì phá tốc biến chạy đến từ vị trí của Roots khi mà bị giữ chân lại bởi Ramos của Honor. Sân khấu mở lên, dính cầu vòng tối thượng và che không kịp đến từ Hoi và hỗ trợ Hoi có lẽ. Đừng có đi nhé Hoi nhá, còn Flash chắc không đi đâu. Tốc biến chạy, Jin bất lực lên bả. Mạng đổi mạng không đường dưới. Đường giữa thì rất di chuyển ra tìm kiếm người anh của mình, đó là Faker. Sáu ngâm trúng, vào luôn. Faker đuôi e fail rồi, thôi xong rồi, từ nhà đến trường rồi. Từ nhà đến trường hồi sáu ngâm lại là chết. Sáu ngâm chúng là chết. Faker phản xạ khá nhanh tầm gần. Nhưng mà Ramos của Honor đang ra, hai thằng em ra kiếm anh. Giật giật. Đài luôn chứ giật giật cái gì đấy. Thích giật không? Thích giật không? Thích giật không? Ơ, dính sóng âm rồi. Faker gãy rồi, tốc biến lên khiêu khích. Và đó là một tiếng khiêu khích trong hai trụ đối phương. Nhưng mà vẫn có mạng dành cho vị trí của Zerg với cú sóng âm vội cước. Kin TP xuống nhưng quá trễ rồi. Không cướp được mạng ngoài cả, dính sóng âm vội cướp. Và Lucid cũng đang cân nhắc việc rút lui đi ông. Lucid bị làm choáng lại, còn chiêu cuối nhưng dùng không được và lên bảng CC quá nhiều hộ thể. Nỗ lòng cước tốc biến sóng âm chúng, chờ đối phương hết W rồi vội cước theo và ăn mạng thứ 6 dành cho Zerg. Cú TP đón wave khu đứng trên là không, đầy đẩy wave thôi, đẩy wave cho Koki mất wave thôi. Zerg bị bắt lại và có thể sẽ nằm. Vội cước, nỗ lòng cước, sóng âm kịp hay không? Không kịp. Dãy ruộng một hồi thì lên bảng ở đây. Bên kia thì đó là Ramos của Honor bỏ qua bãi chim tấn công thẳng và Kathleen của Root. Root đang chạy với những tình huống đặt cháp lại nhưng mà sau đó thì bị CC liên tục dính thái dương hạ san và được búp ra ở cự ly xa nhưng không có đủ sát thương để có thể ui Honor né luôn cả cầu vồng đối thượng ạ. Sao một con Leona với con Ramos có thể đấm trên Kathleen được hư cấu vậy? Và sau đó là một tình huống Lucid tung chiêu cuối hồi máu lại. Kin đang đến bắn liên tục nhưng Big Bomb trượt rồi. Chưa đó là quả bom thường thôi, Big Bomb bây giờ mới đưa ra. Faker tạt cánh ở bên phía cánh trái và lướt lên bắn tốt đến từ Jin với một tình huống phong linh. Faker băng thẳng và dứt điểm được hai thành viên đối phương và hồi sinh thành công vị trí của Echo. Một tình huống lại là cuộn quy vào đến từ Honor đấm chết được Hoi. Nhưng phía sau có Faker nha, coi chừng nha. Một cái thấu kính phát hiện ra Faker. Faker quyết định té thôi. Faker cũng là rất xanh với bốn xác rồi. Nhưng rất xuất hiện, rất sắp hồi nộ long rồi. Hộ thể lên chơi luôn này. Làm chậm trước, đánh tay liên tục, tạo giáp đến từ Faker. Có một cú nộ long quy quy là chết. Lần này thì Faker đã không thể nào xử lý hơn được nữa. Sau đó là pha hộ thể chạy sau cú bách phát bách trúng không đủ đam đến từ Root. Có TP, né nhẹ cú quy đến từ vị trí của Kathleen hấp huyết lên nhưng vẫn chết. Đó là mạng dành cho Lucid nhưng Lucid phải trả mạng lại cho team rồi. Gói hàng có nhưng Kin liệu rằng có cover cho Kathleen chạy được hay không đây. Ok, dính vài phát bắn sau đó thì tung W chạy được. Sứ giả 2 có vẻ là sẽ là hợp lý. Kim tiếp tục đẩy lẻ khu vực đường dưới. Trong khi đó thì Kathleen tiếp tục ở khu vực đường giữa. Như nãy giờ Kathleen gặp Ramos nó ra nó tông hoài. Honor 3 không 10 rồi. Ôi, Ramos này chiến vậy. Victor là nhiều đam nha. Rồi thôi xong Hoi rồi. Tốc biến chạy được hay không? Có Faker phía sau. Hoi lên bảng. Không tốc biến chạy nổi. Victor nhiều đam quá. Victor đam nó vẫn rác thật sự ạ. Zerg đang đẩy lại đường dưới với Kin nhưng mà Kin té rồi. Kin không dám đánh quá cao vì có Lee Sin đánh thế từ nhà án trường thì có Koki chịu không nổi. Nỏ từ thủ chịu không nổi. Mà ở mid này thì cứ hở ra Victor nó kẻ cho một đường là Kathleen đi về đến nơi rồi. Đây rồi. Không quyết định băng trụ đến từ Honor. Vừa kích giáp ra tốc hóa cuồng nhưng mà không băng trụ. Con Lee đầy lẻ bây giờ thì hai xạ thủ team 2 sợ là PK không lại. Mất trụ bot thôi Kin ơi. Giờ xuống đến nơi đó lính là bị đai trụ chết á. Hehehe.
bắn luôn lấy tiền đòn phủ đầu. Ây à, Honor đâm vào hơi sâu. Ây à, sóng âm vội cước cầu vòng tối thượng tốc biến lên bắn sát thương, lỡ là không đủ đến từ vị trí của Kin. Nộ long cước sóng âm đã bị che rồi, rất còn hộ thể chạy trong tình huống này, né luôn cả một tình huống khóa ánh sáng thái dương ạ san, sóng âm trúng Kathleen không vào đồi. Ui đánh LCK càng thế, không ai chết cả anh em ạ, toàn một người một chấm máu đi về đúng không ạ. PK căng thẳng thật sự, và game vẫn cân cân về tiền anh em. Faker đẩy lẻ đứng trên với Victor, giờ thì Jin đang đẩy ra mid rồi. Rớt bấm B về TP không, TP rất xa đến từ rớt để bắt Faker không đứng trên. Một tình huống kẻ rất tốt đến từ Victor. Lucid đang cover nhưng tôi có cảm giác như Faker sẽ nằm trong tình huống này vậy. Sóng âm hồi cước lần này thì sóng âm không trượt nữa. Echo chưa cuốn người trở lại, coi chừng Faker phía sau, à nhầm rớt phía sau nha. Không đủ đam rồi. Dù tình huống làm choáng hơi ảo nhưng mà không đủ đam, Kin TP luôn à. Kin TP làm gì đấy Kin? Kin TP tranh thủ đẩy wave nhưng mà đối phương đang xuống rồi nha. Ai da. Thôi lại về lại farm tiếp vậy. Rồng này chắc là phải bỏ rồi. Mặc dù Victor không có TP nhưng mà Faker cũng vậy. Honor vẫn đang chưa chết một mạng nào. Leona băng thẳng vào và sau đó thì bị giữ chân lại. Hoi đang bị đấm liên tục. Hoi gãy rồi, mạng cho rớt ạ. Một tình huống khiêu khích tốt, nét vẽ chuẩn chỉ. Hai spell được dùng đến từ Kathleen của Rook để rút lui. Một tình huống đáp trả đến từ Kin với lượng sát thương không hề nhỏ đến từ Corki gần 2 đồ. Vẫn đang bắn liên tục đến từ Corki nhưng mà sát thương không đủ. Vẫn đang bắn và đó là mạng dành cho Kin. Cuối cùng cũng đã đủ đam, rớt sóng âm trượt, đang cố gắng rút lui. Người đang bị nhắm đến đó là Leona bật E lên đánh tay, không có trượt cái gì cả. Leona tốc biến chạy và Kin flash theo hay không đây? Kin không có flash theo, W thì cũng không dám dùng qua. Và rớt có tình huống sóng âm trúng vội cước vào hấp huyết lên. Rút ngược trở ra bên phía bên kia thì Jin đã bắn hạ được vị trí của Lucid. Lucid không dùng chiêu cuối được, sóng âm vội cước lại chuẩn. Tỷ lệ sóng âm gần đây của rớt đang rất tốt. Và liên tục có mạng của con Faker thì nãy giờ đang cắm trại khu đứng trên để farm trụ chứ không di chuyển theo đồng đội. Sắp có được đao tím rồi. Sẽ có được trụ hai đường trên nhưng mà team vừa rồi có rất nhiều người phải nằm xuống, cụ thể là 4 người luôn đấy ạ. Trong khi đó thì Faker ăn được trụ hai đường trên đang quáng té. Dí rất ác đến từ Honor, dí cực kỳ ác với thú săn mồi luôn ạ. Faker bị giữ chân lại, tốc biến không có. Đang quáng thả diều bằng những tình huống đánh tay bỏ nội tại để lấy tốc độ di chuyển. Rút lui được. 25-16 bắt đầu tranh rất nhiều mạng gục rồi nhưng mà tiền thì vẫn không tranh nhiều lắm. Nhưng mà rớt đang xanh rồi, rớt 10 xác rồi anh em ạ. Victor đã 2 đồ, Jin cũng đã 2 đồ. Lee Sin đã là 3 đồ. Con Lee Sin 3 đồ lớn này nó đá hơi bị thối luôn anh em ạ. À. Bên kia đội hình mỏng. Rất mỏng. Ôi, Vương Miện mà chịu không nổi anh em ơi. Đam Victor dầm chưa kìa. Cầm Vương Miện mà chịu không nổi luôn á. Có kỳ cầm gói hàng không dám vào rồi. Ramus đang dí nha, coi chừng dí với cái thảm lửa đấy nha. Ai da. Nhưng mà con Ramus này trâu vậy. 150 mấy kháng phép. Dính cái thảm lửa con Corki mà không thấy mất máu anh em ạ. Faker đang ăn cua trên, còn rớt đang đẩy thẳng xuống khu đường dưới. Kin đang ra đường giữa hỗ trợ đồng đội. Và đó là một pha băng vào đến từ bộ đội Honor cũng như là cả Leona. Tôi không hiểu tại sao máu mất đi nhiều đến như vậy, cái gì vô lý vậy. What the hell. Tôi hỏi con Leona với con Ramus lấy đâu ra đam mà lại còn có nhiều đây đam đấy ạ. Ôi. Ôi ôi. Trước khi Victor đến là con gì nó chỉ còn một máu. Victor đến vét phát hai mạng luôn ạ. Con Ramus thì nhiều đam hả? Rồi Kin không flash rồi. Ramus lại vào tanh sau đó lại đi ra cho mà xem. Hậu thể cái. Hậu thể cái bro. Triple kill cho Victor.
Dễ chưa? Rammus để làm hết. Faker bị lướt phòng linh nên bắn phát thứ tư mất 400 máu. Đang cố gắng té rồi. Pha vòng qua đến từ vị trí của Zerg. Sóng âm nhắm đến Faker chứ không phải là nhắm đến vị trí của Hồi. Sóng âm hồi nhanh lắm. Nộ lòng cước hai người và sóng âm vội cước. Đó là một tiếng tốc biến trả khóa ánh sáng lại sát thương dồn vào đến Faker là khá nhiều và Zerg có một tiếng chơi dại. Một pha đâm vào hơi sâu đến từ Zerg với sự tự tin bằng 3 trang bị lớn nhưng mà Hồi cộng với Faker đã xử lý quá tốt. Tiền tranh không nhiều lắm nhưng Victor khỏe quá. Victor này vẫn hơi ảo đam. Ở con Rammus nó ảo. Rammus tôi thấy nó hư cấu à. Vào đấm Caitlyn còn mấy chục máu, 100 máu xong rồi Victor đến kẻ ăn mạng thế sao đỡ. Thấy đối phương có kháng phép nên Victor quyết định đầu tư luôn cái hư vô ở món 3 luôn. Tầm này thì anh ấy kẻ cho nát hết đầu. Zerg sẽ xuống đường dưới đầy lẻ cùng với Kin. Nãy giờ thì Kin không dám đẩy quá cao và không farm được nhiều lắm bởi vì đẩy cao thì có Lee Sin đã solo kill chết. Cũng đã hai món trang bị rưỡi nhưng mà chưa biết là bắn ra đam được hay chưa. Đây là đánh nhau rồi, Faker chủ động băng lên. Có dịch chuyển đến từ vị trí của Victor và dịch chuyển đến từ Zerg nữa, Thiên Địch kiếm trượt rồi. Rammus vòng ra phía sau và ép tốc biến của Faker. Honor vẫn đang quẩy, chống chịu đủ lâu sau đi ra. Victor đó một tiếng tốc biến dùng chiêu cuối sát thương sốc là quá nhiều đến từ Victor. Lucid tốc biến chạy nhưng Rammus bật quy dí lấy gì chạy đây. Zerg đang dí theo vị trí của Kin, sóng âm trượt. Đó là một mạng dành cho Honor. Kin quay người trở lại bắn thì đang bị xả liên tục những viên đạn đến từ sân khấu tử thần vào đầu. Nộ lòng cước còn phải tốc biến chạy rồi. Sóng âm với theo đến từ Zerg nhưng trượt. Có thêm Hồi xuất hiện ở đây nên là Zerg chắc cũng không dám dí theo. Dòng nguyên tố thứ ba ván đấu đang sẵn sàng và đây sẽ là dòng Free rồi. Bên kia ra không kịp, không có chiêu cuối KS từ xa đến từ vị trí của Hồi. Các bạn thấy Victor ảo đam không ạ? Đồ này nó sấy một phát thôi và team 2 gần như bay màu nguyên đám luôn. Mà Honor vòng ra được góc, giao tranh hay quá. Hai mươi lăm phút trôi qua, chênh lệch về tiền đang là khoảng chừng 3.000 tiền hơn cho team của Zerg và Honor. Khi mà trong team có Jin với Victor đang khỏe như thế này rồi thì tiến trước dễ chơi hẳn. Tiến trước vào gọi là make play thôi. Với Rammus, Lee Sin với cả Leona thì tha hồ mà make play, tha hồ mà khuấy đảo. Chỉ việc mở và team tiến sau sẽ làm hết. Faker bị giữ chân lại, dính Thái Dương Asan, không có thanh tẩy và bị dính thêm cả Thiên Địch kiếm nữa. Mạng dành cho vị trí của Lucky Whale Shark. Đó là pha bắn thứ tư rất thốn, tốc biến Thiên Địch kiếm lại trúng đến từ vị trí của Mohan. Caitlyn đang bắn sát thương đủ, đứng dưới rớt vừa ép thành công một cái gói hàng đến từ Kin rồi. Sân khấu mở lên bắn nhưng hình như nó trượt hơi nhiều. Tiếp tục là một pha dí nữa đến từ Rammus. Caitlyn đang bắn hết tốc lực, bắn hạ được Rammus nhưng sau đó mất máu quá nhiều và lên bảng với phát thứ tư vừa rồi, nét vẽ chuẩn chỉ. Victor có nhiều sát thương và khiến cho Lucid chết mà không kịp dùng chiêu cuối. Đường dưới rớt ép lui được Kin ra, Kin phải về bệ đá cổ hồi phục và sau đó thì rớt đang tấn công vào trụ 2, chắc là có trụ 2 đường dưới rồi. Kin quyết định ra mid để đón Way mid cộng với phòng thủ trụ 3. Mất liên tục những công trình ở đường cánh với cả giao tranh thua liên tục như thế này. Thua sắp đến 5.000 tiền rồi đó. Victor section mới dai luôn rồi. Con Jin thì đang cầm một thanh BF trên người này. Victor 1.000 tiền rồi mới mua gì được đâu. Chắc là về sạc lại máu với mana đi ra thôi. Chưa về. Faker Due lên chủ động va chạm với Theodos, sát thương là khá nhiều nhưng mà sát thương chưa đủ. Cầu vòng tối thượng cộng với phát bắn nhớ đời cũng không đủ đam vì đã bị trụ chè và Faker lại đâm rơi hơi cao. Bị Rammus còn tông thẳng và bị làm choáng bởi Leona và sau đó thì gãy. Kin đã tiếp tục nỗ lực đẩy lẻ một đường cánh nhưng rớt đang tiếp cận trụ một khu đường trên mất rồi.
trụ hai đứng dưới Kin sẽ còn một khoảng thời gian rất lâu nữa mới chạm được, thì lại có con Jin có mặt ở đây. Đứng trên thì cảm giác của tôi là solo 1-1 tranh 3 level, không có cửa nào cho Echo cả. Không có đà. Thậm chí rất chủ động va chạm hộ thể băng trụ luôn. Rất hổ báo. Echo vừa va chạm một tí là dí đấm tới trụ 2 luôn, sợ thật. Đứng dưới thì Kin đang cố gắng đẩy lẻ nhưng gặp một Victor nó hơi khỏe phía bên kia thì Kin cũng không dám đứng lại nữa. Cánh trên băng trụ hay không, sóng âm trúng vội cước vào. Đó là cú nộ long cước nhưng mà bị đối phương rờ outplay rồi. Thôi thì tiếp tục băng trụ với đồng đội lên, Leona tanh thì vô tư rồi. Người đang tanh lại là Jin ạ, Jin bị trụ bắn chết. Đó là một pha dịch chuyển đến từ Kin lên được khu đứng trên, Lucid bị khiêu khích và lên bảng. Double kill cho Zerg, lướt phong linh lên bắn đến từ Kathleen nhưng mà sát thương chưa đủ. Bị tiếp cận bởi vị trí của Zerg, Zerg hộ thể, Zerg quáng rút lui. Cháp rất nhiều nên là Zerg cũng đang lạng lách đánh võng để té mà thôi. Victor có TP này và comeback đến từ vị trí của Zerg. Zerg đang sóng âm, Zerg vội cước vào và Zerg có mạng rồi tiếp tục hộ thể hồi máu lại rất nhiều. Tốc biến từ Kathleen găm được một tiếng nội tại nhưng sát thương vẫn là chưa đủ. Faker đang quáng nỗ lực gây sát thương hộ thể hấp huyết lên nộ long cước hai người. Đó là pha hồi sinh hai người đồng đội đến từ Faker. Sau khi hạ gục được Zerg, cánh dưới Victor đẩy lính vào trụ ba, sau đó thì té mà thôi. Quyết định đến Victor là không TP giao tranh. Thực ra TP thì có nhiều con mắt TP lắm nhưng Victor quyết định đẩy đứng dưới á, không quyết định đánh nhau. Vừa rồi là rất nhiều mạng của người trở lại cho team Faker nha. Và bây giờ đang lợi thế về người vì vừa hồi sinh đồng đội đến từ Faker xong. Kéo nhau ra Baron, game căng nhờ. Kéo nhau ra ăn Baron. Bên này còn 4 người và rất có TP nha. Ăn xong thì về cho nhanh. Ồ, Baron bao đất tiền luôn ạ, hợp lý. Thế giờ tiền tranh còn 2.000 này, ăn thua gì. Mà linh hồn rồng thì hơi khó nha. Cảm giác của tôi là linh hồn rồng nguyên tố này thì nó hơi căng, hóa kỹ anh em ạ. Nào, giống quyết định nào. Lính đường dưới rớt vừa đẩy vào, đây là một tiếng giao tranh thắng là có thể end luôn bằng Waybot anh em ạ. Những quay như này là cực kỳ nguy hiểm. Bên phía bên kia team Faker băng thẳng lên, có kiểu kia đã có mạng và Lucid cũng có mạng thêm của Victor nữa. Ui, mất hai chủ lực sớm vậy. Mất hai chủ lực sớm này sao mà đánh đây. Mất luôn con rồng và không có linh hồn rồng rồi. Ây à. Vẫn còn đó, Baron và Faker đang đẩy thẳng vào khu đứng giữa. Một trụ bảo vệ bonus tiền không? Không. Bây giờ tiền đã cân và thậm chí hơn tiền đã không bonus tiền nữa. Đứng dưới đang có đánh nhau thì phải. Đó là một tiếng giao tranh rất hỗn loạn diễn ra. Rớt tốc biến qua đánh tay sát thương chưa đủ. Và đó là một tiếng rớt kẹt lại giữa bốn thành viên đối phương. Rớt sóng âm vội cước rất có mạng. Hồi máu lại đắp một kill cho rớt. Tìm kiếm cú triple kill trang đây. Một cú chiêu cuối hồi máu đến từ Echo và đó là mã shutdown dành cho Kathleen. Hả, đứng giữa Faker bị solo kill hả? Ui, ram ra mất rồi, rác thế. Ra mất tông chết Faker ở mid rồi. Oh no. Nhìn ra mất được Kute thật sự. PK căng ở nhà, game bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng. Tiền không chênh lệch nhiều nữa, rồng thì cũng chưa có rồng 4 cho bên phía team 1. Chỉ biết đâu một lần. Victor đã có ngọn lửa hắc hóa nhưng vừa mất sách trường mề dai tương đối. Jin thì đang về mua vô cực. Vừa tròn vô cực rồi ạ. Ui, con Jin này 4 đồ cũng hơi căng rồi nha. Kathleen chưa vô cực, tầm này bắn chưa nhiều đam bằng Jin được. Nhưng mà Cocky có vô cực rồi. Echo có mũ rồi. Faker có giác thiên thần rồi. Ồ, 31 phút trôi qua và đều là 4 đồ hết đấy anh em ạ. Đây là 4 đồ lớn cả, không đùa đâu nhá. Cầm Baron đẩy tiếp, mặc dù thời gian Baron còn lại không nhiều. Nhưng mà team Faker vẫn đang muốn đẩy thêm. Mục tiêu hướng đến là trụ 2 đứng giữa.
Bay phát bay trúng lấy máu trước, trúng vào người của AD bên phía bên kia. Kim có dịch chuyển đang lên đứng trên đẩy thêm wave nữa. Ramus bắt đầu vòng ra nhưng không vào nổi, rất khó vào. Cocky này là có nhiều sát thương phép rồi nha anh em nhá, có rất nhiều sát thương phép rồi đấy ạ. Gọi là hú họa thế thôi chứ thực ra Honor tầm này vào là coi chừng bay màu ấy nhá. Cũng nhiều kháng phép đấy nhưng mà cầu vòng tối thượng trượt đến từ vị trí của Hoi. Cú vòng ra rất sâu đến từ vị trí của Honor nhưng không bắt được ai cả. Phía sau Faker áp sát và đã có một tiếng va chạm nhẹ với đối phương. Faker mất máu rất nhiều còn giáp tinh thần. Đang quáng trả đam lại vào người hai chủ lực đối phương nhưng không được. Cocky của Kim đến với gói hàng, lướt thẳng lên đến từ vị trí của Kim. Kim có double kill rồi. Không, Faker là người có được một mạng cùng trong tình huống hai mạng vừa rồi dành cho team 2. Và bây giờ thì Honor solo cùng với Kim. Kim còn nỏ thủ hay không? Câu trả lời là không và double kill cho Honor. Tiếp tục giao tranh với Zerg. Zerg đang kẹt lại phía sau và đó là một tiếng cân ba đến từ Zerg được hay không? Có một mạng dành cho Zerg trước, không kịp chiều cuối đến từ vị trí của Lucid. Kích cho mình đó là thú tượng thành giáp lên. Honor quay ngược trở lại cover và đó là một cú cầu vòng tối thượng hai người nhưng không có đam vì đây là luck support của Hoi. Hoi cũng gãy và quét sạch trong một pha mà Zerg múa khá khét. Cái con Lee Sin này. Bớt sát thương chết cái Echo múa phù thủy rất nhanh và sau đó thì quay ngược trở lại với khả năng chống chịu đến từ Lee Sin thú tượng thạch giáp. Đấm chết bộ đồ đường dưới đối phương luôn. Kin băng vào rất nhanh nhưng mà chết nhanh quá. Kin có tính lên thì sẽ có sát lực ở đây nữa. Lee Sin này tanh trâu nhờ. Tiền tranh vẫn không nhiều lắm. Bây giờ lợi thế duy nhất dành cho team của Honor cộng với Zerg chỉ là một Mega Rip mà thôi. Một Mega Rip này liệu rằng có đủ áp lực để ăn dòng nguyên tố hay không đây? Dòng nguyên tố thứ 5 của ván đấu. Đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi, đánh rồi. Honor bật thú tượng, bật giáp giật tốc lên và tiếp cận thành công AD hiểm kế. Ôi bắt lên 90 mù bắt đến từ vị trí của Root. Root chết rồi, lắc của Hoi cũng gãy rồi. Thôi xong, Mega Rip tràn vào, Faker không có tốc biến bị khiêu khích lại. Một pha xử lý rất khó chịu đến từ Honor với con Ramus này. Kin có mạng, Kin bắn bom, sát thương không đủ, Kin mất nỏ và Kin đang bị đấm liên tục bởi Zerg. Cánh còn lại đang là một tiếng solo giữa Echo. Vừa hết chiều cuối xong nên solo không lại Victor nữa. Kin cũng gãy và Mega đẩy vào thì thôi đi rồi. Đi dê, thiên vương trùy này là em rồi anh em ơi, không cần linh hồn rồng anh em à. Một Ramus rất trầu ép giao tranh cực kỳ đơn giản ở những cái vùng tối tầm nhìn như thế này. Dê dê, check đam cuối game anh em ơi. Ok, sát thương cuối game mình tổng hợp được thì Zerg là người gây sát thương nhiều nhất với con Lee Sin 39.000 đam này. Wow. Victor với 31.000 đam, bên phía bên kia thì có Caitlyn cộng với Cocky cũng gây được một lượng sát thương tương đối. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video clip một game đấu rất hay tại Rank Hàn. Và hy vọng là mọi người sẽ để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel của Văn Tùng nha. Hẹn gặp lại các bạn, bye bye.